Chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Miền Đông 24 giờ đang phát sóng trên kênh BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý khán giả, ngày 5 tháng 9 từ lâu đã trở thành một điều quen thuộc của mọi người dân Việt Nam. Đây được chọn là ngày bắt đầu một năm học mới. Và thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý thầy cô, tất cả các em học sinh trên cả nước có một năm học mới nhiều kết quả tốt. Còn ngay bây giờ, xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Gần 24 triệu học sinh sinh viên dự lễ khai giảng năm học 2018-2019. Làm rơi chai rượu, nam nhân viên bị đâm chết. Isaac bất ngờ lọt top 100 sao nam châu Á. Ấm siêu tốc, hiểm họa khôn lường như bom nổ chậm trong nhà. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, gần 24 triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã bước vào ngày lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có gần 1,7 triệu học sinh các cấp cũng dự ngày lễ quan trọng này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lễ khai giảng năm nay diễn ra ngắn gọn trong khoảng 1 giờ với nghi thức hát quốc ca trong lễ chào cờ. Học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Nội dung lễ khai giảng chú trọng việc đón học sinh đầu cấp, đảm bảo đơn giản, tiết kiệm. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các em học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. Chính thức đánh dấu cho em là em đã bước vào một năm học mới rồi và em phải cố gắng học thật là tốt. Cảm giác của em rất là mới lạ khi mà bước vào môi trường mới, cũng có cảm giác rất là háo hức. Chúc cho tất cả các bạn năm nay bước vào lớp 10 cũng sẽ học tập thật là tốt để không phụ lòng công lao của cha mẹ và ông bà. Trong năm học mới đó, tới thời điểm này thì phải nói rằng là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành đó, nó đã được từng bước ổn định và nó phát triển, tạo được cái lòng tin trong cái phụ huynh, trong học sinh. Mong muốn rằng là tiếp tục được sự ủng hộ, quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, nhất là các bậc cha mẹ học sinh. Riêng thầy và trò đó thì có những cái mục tiêu rất là cụ thể, tức là cố gắng sao để đạt được các cái mục tiêu, các cái nhiệm vụ mà ngành giáo dục đào tạo đề ra. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2018-2019, toàn thành phố tăng 60.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Số lượng học sinh tăng chủ yếu tại các quận huyện ngoại thành như Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, do tại các địa phương này có số lượng người nhập cư tăng. Riêng các quận nội thành thì vẫn giữ ổn định. Không khí của ngày khai giảng thật rộn ràng náo nức. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là ở các huyện vùng cao của địa phương này, dù còn nhiều khó khăn, song công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được thầy và trò chuẩn bị chu đáo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại Quảng Ngãi. Năm học mới 2018-2019 có lẽ là năm học vui nhất của thầy và trò trường tiểu học Trà Lãnh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Bởi sau nhiều năm học tập và giảng dạy thiếu thốn, phải học ghép với trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Lãnh, thì nay thầy và trò trường tiểu học Trà Lãnh đã có trường mới. Với nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, cộng với 1 tỷ đồng từ ngân sách huyện Tây Trà, ngôi trường tiểu học Trà Lãnh đã được xây dựng. Trường có 8 phòng học, dãy nhà hiệu bộ và khu nhà bán trú cho học sinh gồm 12 phòng. Phòng phục vụ học tập và nhà hiệu bộ tại trường Mầm non Ba Chùa, huyện miền núi Ba Tơ cũng đã kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới 2018-2019. Công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách thuộc chương trình 30A và nguồn trái phiếu chính phủ. Năm nay, các em học sinh ở ngôi trường này sẽ được học trong môi trường có tiện nghi đầy đủ hơn. Sự quan tâm của cấp trên xây dựng cho nhà trường được một phòng học với là một nhà hiệu bộ với số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì nhà trường được công tác chăm sóc giáo dục trẻ các cô được tốt hơn, các cháu học ngoan và vui vẻ
và ăn ngủ đảm bảo hơn. Thời gian này thì nhà trường đang là làm công tác phối hợp với địa phương, vận động các cháu ra lớp, ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường. Những món quà là tập vở, kỳ viết hay cặp sách cũng được những nhà hảo tâm vượt núi lên tận 6 huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi để trao tặng động viên con em đồng bào dân tộc thiểu số trước ngày tự trường. Với sự quan tâm và cơ sở vật chất được trang bị tốt hơn cho năm học mới như thế này, hy vọng là các em học sinh ở vùng cao của Quảng Ngãi sẽ càng tự tin vượt khó bám trường, bám lớp, dù là cuộc sống bộn bề biết bao nhiêu là khó khăn. Chuyển sang thông tin khác, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra ở Bình Phước ngay vào dịp nghỉ lễ vừa qua. Chuyến đi chơi tham quan sông nước của 8 bạn sinh viên bỗng chốc trở thành chuyến đi định mệnh khi có 2 người bị thiệt mạng. Và liên quan đến vụ tai nạn lật xuồng đáng sợ này, hôm nay ngày 5 tháng 9, Công an huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước cho biết vừa chuyển hồ sơ cho Công an huyện Lộc Ninh để tiếp tục điều tra và làm rõ. Vào khoảng 14 giờ ngày 2 tháng 9, ông Vũ Văn Tường, ngụ huyện Bù Đớp điều khiển xuồng từ khu vực suối K2, huyện Sông Bé, chở em Đoàn Thị Liên, sinh viên năm thứ 3 trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam và bạn học Nguyễn Kim Thơm cùng với 5 bạn khác đi tham quan chụp ảnh cảnh sông nước. Khi xuồng xuất bến gần 1 km thì bất ngờ bị chìm. Khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân trong khu vực tới ứng cứu, tuy nhiên chỉ 6 người thoát nạn. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cùng người dân mới tìm thấy thi thể em Liên và em Thơm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thêm một vụ án mạng không thể hiểu nổi vừa xảy ra ở tại Vũng Tàu. Lỡ làm rơi chai rượu khi phục vụ khách, một nam nhân viên đã bị khách đập chết. Liên quan đến vụ án mạng manh động này, hôm nay ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm giữ Đỗ Như Dũng, 30 tuổi, quê ở Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3 tháng 9, Đỗ Như Dũng cùng nhóm bạn đến nhậu ở một quán trên đường Bình Giả, thành phố Vũng Tàu. Lúc này nhân viên phục vụ là anh Lại Văn Tú, 24 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, làm rơi chai rượu trúng chân của Dũng. Anh Tú đã xin lỗi, nhưng Dũng không chấp nhận vì cho rằng lời xin lỗi trống không. Dũng đã gặp chủ quán phản ánh thái độ của anh Tú, sau đó quay lại bàn nhậu và xảy ra mâu thuẫn với anh Tú. Dũng đã dùng dao đâm anh Tú trúng vào lưng và bụng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, đối tượng Dũng đến cơ quan công an đầu thú. Một vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cãi nhau với vợ, một người đàn ông đã dùng hung khí sát hại người đầu ấp tay gối của mình. Chưa dừng lại ở đó, người này còn ôm đứa con mới 8 tháng tuổi của mình, tưới xăng lên láng khắp nhà rồi đòi tự tử. Và sau đây sẽ là diễn biến chi tiết của sự việc. Khoảng 0 giờ sáng nay, Dương Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1983 và vợ là chị Nguyễn Thị MT sinh năm 1983 xảy ra mâu thuẫn và đến cãi vã. Sự việc lên đỉnh điểm nên Hiền đã dùng hung khí sát hại vợ mình. Nghe tiếng động lớn, hàng xóm chạy qua kiểm tra căn nhà của Hiền thì người đàn ông này bất ngờ khóa chặt cửa rồi ôm con gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà đòi chết. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Ngay lập tức, công an xã Bình Hưng, công an huyện Bình Chánh cùng nhiều lực lượng đã có mặt bao vây ngôi nhà. Trong quá trình trên, Hiền đã đổ xăng lên láng khắp nhà và ôm con gái rồi chết. Lực lượng chức năng phải tiếp cận từ phía trước cửa nhà để thuyết phục Hiền. Đến gần 6 giờ, khi Hiền phần nào lấy lại được tinh thần, thì các chiến sĩ công an tiếp tục khuyên nhủ, nên đối tượng đã đồng ý đưa con gái ra ngoài. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà, Hiền đã dùng hung khí thực hiện ý định tự vẫn và bị thương tích. Các lực lượng nhanh chóng khống chế, đưa Hiền và cháu bé đi cấp cứu. Cho đến chiều nay, cơ quan chức năng cho biết Hiền bị thương tích không đáng kể và hiện đang được giám sát chặt chẽ ở tại bệnh viện. Riêng con gái 8 tháng tuổi của Hiền không bị thương tích nhưng lại có dấu hiệu bị ngạt xăng nên đang được kiểm tra đặc biệt ở tại bệnh viện. Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, làm rõ về nguyên nhân gây án của nghi can Hiền. Chuyển sang một thông tin chấn động đến từ Cao Nguyên, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc một đối tượng chưa đủ 14 tuổi đã dụ dỗ một cháu gái về nhà để thực hiện hành vi giao cấu. Vụ án xâm hại tình dục này quả thực quá đau lòng khi cả nạn nhân lẫn đối tượng gây án đều ở tuổi vị thành niên. Một lần nữa, đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý và bảo vệ con em mình khỏi những cám dỗ của cuộc sống. Chiều ngày 1 tháng 9, Nguyễn Văn N, sinh năm 2004, ở thôn 3, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, qua nhà hàng sớm chơi. Tại đây, N thấy cháu gái 6 tuổi ở nhà một mình, nên đã mang trái cây cho bé ăn. Sau đó, N đã dụ dỗ cháu gái sang nhà mình chơi. Lợi dụng lúc mọi người vắng nhà, N đã đưa bé vào buồng trong rồi thực hiện hành vi thú tính của mình. Mà đến khi bà ngoại của bé về nhà không thấy cháu nên sang nhà hàng sớm tìm mới phát hiện sự việc. Kính thưa quý vị, tuyến đường chạy qua địa bàn tổ 6, thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ gần đây bỗng nhiên có 3 cây cột điện đứng giữa đường một cách khó hiểu. Người dân qua lại không chỉ tránh xe, tránh người mà còn phải tránh cột điện, vô cùng bức xúc. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại xã Châu Pha.
Thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới, người dân ở tổ 6, thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã hiến 1,5 mét đất để mở rộng đường giao thông nông thôn dài khoảng 500 mét. Khi đường đã mở rộng, chính quyền địa phương lại không làm việc với công ty điện lực Phú Mỹ để di dời các trụ điện vào sát lề đường, nên trên tuyến đường này có 3 trụ điện vẫn nằm gần giữa đường. Được biết, người dân thôn Tân Tiến, xã Châu Pha đã rất nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương và công ty điện lực Phú Mỹ sớm di dời các trụ điện bất đắc dĩ nằm giữa đường như thế này. Rất mong ngành chức năng sớm vào cuộc để đảm bảo mỹ quan hợp lý cho đô thị, cũng như là đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Trong không khí náo nức của ngày khai giảng, khắp nơi các thầy cô giáo và các em nhỏ vui đến trường với thật nhiều dự định cho một niên học mới. Thế nhưng cũng có những địa phương, con đường đến trường thật chông chênh vì mưa lũ, thời tiết bất lợi và sạt lở. Đúng như vậy thưa quý vị, nhìn những hình ảnh như thế này thì cũng khiến cho chúng ta không khỏi xót xa, nhưng mà cũng khâm phục các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, đường xa cách trở để đến lớp cùng với các học trò của mình. Ngay bây giờ xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi những hình ảnh có 102 ngay sau đây. Ngày 4 tháng 9, nhóm 8 giáo viên trường tiểu học và mầm non Phù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa xuất phát từ nhà ở thị trấn Mường Lát đi bộ về xã Phù Nhi để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Do đường hư hỏng nặng, các thầy cô không thể đi xe máy như bình thường mà phải đi bộ qua quãng đường khoảng 9 km với nhiều cung đường rừng, khe suối. Cô Trần Thị Diệp, giáo viên trường tiểu học Phù Nhi cho biết nhóm của cô được người dân chở xe máy một vài đoạn, còn chủ yếu là quốc bộ. Mất hơn 5 tiếng mới vượt qua quãng đường này. Đến bản Hạ Sơn, xã Phù Nhi, đoàn giáo viên gặp điểm sạt lở lớn, bùn ngập sâu không thể đi qua. May mắn lúc đó có một chiếc xe máy xúc đang hoạt động ở gần, biết các thầy cô tìm cách đến trường nên người lái máy đã tăng bo hai người một, đứng lên cầu múc đất để đưa qua chỗ ngập. Mới đây, top 100 của năm 2018 đã chính thức lộ diện, đứng ở vị trí 94, Isaac là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có tên ở bảng xếp hạng danh giá này. Bảng xếp hạng top 100 sau năm châu Á do trang Starmometer bình chọn, ra đời từ năm 2006 và nhận được rất nhiều sự chú ý từ độc giả. Bảng xếp hạng này quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám thuộc nhiều lĩnh vực, bình chọn ra những nghệ sĩ nam sở hữu vẻ ngoài và quá trình hoạt động nghệ thuật nổi bật. Một trong gương mặt đẹp nhất là giải thưởng tôn vinh những ngôi sao nghệ sĩ, người nổi tiếng được chọn từ hơn 90.000 gương mặt đến từ gần 40 quốc gia trên thế giới. Sau thời gian dài bình chọn, ca sĩ Isaac chính thức là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, đại diện của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 94. Trong khi đó, Kim Tae-hoon của BTS là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng, đứng thứ hai là ngôi sao Thái Lan Suradet Biniwat. Dù Isaac không nằm trong top đầu, nhưng đây cũng là kết quả đủ để khiến các fan của nam ca sĩ tự hào. Chàng vợ của em là bộ phim điện ảnh mới nhất của ông vua phòng vé Thái Hòa. Chỉ mới ra mắt hơn một tuần, nhưng bộ phim đã lập được rất nhiều thành tích đáng nể. Hồng Thoa được biết chính xác là chỉ vừa khởi chiếu 11 ngày thôi, bộ phim đã cán mốc 1 triệu lượt xem và thu về 70 tỷ đồng, một con số vô cùng ấn tượng. Mày có biết tại sao người ta đi làm một tuần 40 tiếng, còn ta đi làm tuần 100 tiếng không? Bước sang tuần khởi chiếu chính thức thứ hai, bộ phim Chàng vợ của em tiếp tục thể hiện sức hút khi là bộ phim có lượng đặt vé cao nhất. Với câu chuyện đơn giản về cuộc sống gia đình thời hiện đại, hài hước mà vẫn không kém phần sâu sắc. Út làm không có nổi. Vậy thì giờ ngay lập tức bóc điện thoại lên, nói với người ta là cấm mấy người không được mướn tôi làm nữa. Nhờ vậy, Chàng vợ của em trở thành sự lựa chọn hàng đầu để khán giả ra rạp xem cùng bạn bè và người thân. Hiện phim đã bán được 1 triệu vé, đạt doanh thu 70 tỷ đồng. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại để ấn tượng của ông vua phòng vé Thái Hòa sau 2 năm im ắng. Không cố tình đụng vào đó, mà là đó tự nguyện chui vào đây. Chui nè. Thưa quý khán giả, đây là hình ảnh phát nổ của một bình đun nước siêu tốc. Có thể thấy nếu như mà không phát hiện kịp thời, những tai nạn như thế này hoàn toàn có thể biến thành một vụ cháy lớn. Bình đun siêu tốc từ lâu đã trở thành vật dụng tiện ích trong mỗi gia đình, nhất là giới công nhân, nhân viên văn phòng, bởi tính tiện lợi, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng chính vì được ưa chuộng nên các loại bình siêu tốc hiện đang được bán tràn lan với giá thượng vàng hạ cám và chất lượng thì cũng không được kiểm soát. Vì thế nên tai họa mà các loại bình này mang lại cũng không ít. Cụ thể ra sao? Ngay bây giờ xin kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Vừa qua trên mạng xã hội truyền nhau đoạn clip về bình đun siêu tốc bốc cháy dữ dội. Theo chủ bài viết cho biết, khi vừa cắm phích điện, chưa bật nút đun thì ấm đột ngột bốc cháy. Rất may có người nhà ứng phó kịp thời, nếu không, nguy cơ lửa lan sang vật dụng khác là rất cao. Cũng theo người này, bình đun trên được mua trên mạng với giá 100.000 đồng. Trước đó,
trong năm 2016 đã xảy ra 3 vụ giật điện do sử dụng bình đun siêu tốc không đúng cách, bao gồm một cụ ông 76 tuổi tử vong do điện giật trong lúc đang sửa bình siêu tốc, một cháu bé chỉ mới 9 tuổi bị điện giật tử vong do bình đun rò rỉ điện. Tiêu biểu và được dư luận quan tâm nhất là vụ nam sinh trường Y Dược Thái Nguyên sử dụng bình siêu tốc bị điện giật tử vong khi đang đứng trước ngưỡng cửa đại học tươi đẹp. Từ những tai nạn thương tâm trên, không thể xem thường thiết bị đun nước bằng điện. Nếu sử dụng không đúng cách thì đó đích thị là một công cụ giết người. Gia đình em mua cái này khá là rẻ. Ấm này thì thấy nó cũng chất lượng nó không có cao lắm. Sợ nguy hiểm, cháy nổ. Khi nghe những cái thông tin đó là dĩ nhiên là phải sợ rồi, và dĩ nhiên là mình phải cảnh giác nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như là mình sẽ trông chừng khi mà cái đó đun nước. Mình cũng khá là lo ngại về cái độ an toàn của ấm điện siêu tốc, vì cái điện tải và ấm còn khá là lớn nên là có khả năng gây ra cháy nổ. Cần lưu ý một số nguyên nhân có thể khiến bình đun siêu tốc phát nổ. Nguyên nhân hàng đầu là mua phải các loại bình giá rẻ, kém chất lượng, đổ nước không đúng mực. Khi đun một lượng nước ít mà không có chế độ tự động ngắt điện sẽ rất dễ phát nổ. Trái lại, nếu mực nước quá đầy, khi sôi tràn ra ngoài cũng rất dễ gây cháy. Đun nước liên tục trong thời gian dài, điều này sẽ làm mâm nhiệt của ấm bị quá nhiệt. Tối đa chỉ đun khoảng 15 tới 20 phút. Tính năng tự ngắt điện không hoạt động, nên quan sát theo dõi bình mỗi lần đun. Nếu thấy bình không tự ngắt, phải lập tức ngắt điện thủ công, tránh trường hợp phát nổ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bình đun siêu tốc, đa dạng giá thành và đủ mọi thương hiệu. Song song với đó cũng là những loại hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, giả nhái, đánh lừa người tiêu dùng. Những mặt hàng này giá thành thường rất rẻ, giá ngoài thì không mấy khác biệt so với sản phẩm chính hãng. Điểm khác biệt duy nhất chính là chất lượng và tính an toàn cho người sử dụng. Nếu mà không có đạt chuẩn thì nó nguy cơ thôi nhiễm những cái kim loại nặng mà không có gọi là tốt cho sức khỏe. Nó không chỉ riêng là mangan, nó còn có thể có chì, thậm chí là nhôm mà nhôm không đạt nó thôi nhiễm ra rất nhiều. Hay là sắt mà nó thôi nhiễm ra ngoài rất là nhiều. Nhất là những cái nồi đó khi chúng ta đun nóng lên thì nó còn thôi nhiễm nhiều hơn nữa. Hoặc là khi chúng ta cọ rửa nồi xong rồi nó có những cái vết trầy xước ở trên đó chúng ta không thấy được. Thì nếu mà nó không đạt chuẩn thì khi chúng ta đun nóng thì từ những cái vết cọ rửa mà bị bong tróc là kim loại nặng nó là thôi nhiễm vô cái nước hay cái đồ ăn chúng ta nấu thì chúng ta uống ăn phải. Thì mangan mà nó quá ngưỡng á thì cái ảnh hưởng đầu tiên của nó là trên hệ thần kinh. Ngoài ra nó có thể ảnh hưởng trên hệ hô hấp. Thì trên hệ thần kinh nó gây ra những cái chứng mất trí, rồi là rối loạn giấc ngủ, rồi run rẩy tay chân, đặc biệt nó gây ra cái bệnh Parkinson hay mình còn gọi là bệnh liệt run. Cái bệnh này là nó gây tàn phế rất là lớn. Trước những tai hại khó kiểm soát từ bình đun siêu tốc, người tiêu dùng cần cảnh giác hơn từ khâu chọn mua, bảo quản và sử dụng. Chỉ nên mua những thương hiệu uy tín, không mua bình đun giá rẻ, không rõ nguồn gốc, không tùy tiện đặt hàng trên mạng. Thường xuyên kiểm tra hoặc mang đến cơ sở kiểm tra, bảo hành thiết bị. Khi thấy bình có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp, tuyệt đối không nên sử dụng. Không sử dụng ở khu vực thấp, trong tầm tay của trẻ em. Thực tế cho thấy, nhiều người có tâm lý chủ quan, từ đó sinh ra các sự việc đáng tiếc. Cần cẩn trọng khi sử dụng đồ điện gia dụng và tránh mua hàng trôi nổi, kém chất lượng để bảo vệ an toàn bản thân và gia đình. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0898454244. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Và quý vị cũng đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 18 giờ chiều mai để đón xem tiếp chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Nguyên Bảo và Hồng Thoa xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.